14. Alo, tôi nói cô nghe, hẹn hò thì phải xem ai kiên nhẫn hơn. Ai có thể trụ được đến cuối thì người đó thắng. Đây là bạn trai cô à? Cô giỏi lắm mà. Điều tra hết cả nhà tôi. Nhưng sao không điều tra ra nhà kho này thế? Đây là tôi thuê từ 2 năm trước. Năm nay hết hạn, vốn muốn để hàng mà bị cô làm mất hết rồi. Mất rồi. Nhà kho cũng rỗng mất rồi. Mất rồi. Cũng tốt. Quan tài. Nhìn đi. Đinh. Búa. Chuẩn bị cho cô đó. Đội trưởng Triệu, Hình Vi, ngày mai không cần đến đúng giờ đâu, đến trước giờ cơm là được. Vậy à? Hãy ở cạnh người kia đi. Khoan, đội trưởng Triệu tôi. Không cần giải thích, tôi biết cả rồi. Nhưng cô yên tâm, tôi không đụng vào cô đâu. Dơ lắm. Mà cô đẹp thật, khiến không biết bao nhiêu đàn ông mê mệt cô vậy. Nhưng lát nữa tôi sẽ rưới xăng lên người cô. Chỉ còn lại tiếng lửa tách tách và mùi thịt, để xem cô còn quyến rũ không. Sợ rồi à? Hét đi. Ông nghe đây, thiếu nợ thì phải trả là chuyện dĩ nhiên. Làm ăn là phải cược. Huống hồ hợp đồng thế chấp là ông tự ký mà. Tôi chỉ là người quỷ thác của bên A làm việc mà thôi. Bây giờ ông gặp phải một chút khó khăn thì trút giận phát tiết lên người không liên quan. Ông có còn là đàn ông nữa không? Đúng vậy, tôi không phải đàn ông. Không phải từ lâu rồi. 6 năm trước là không được rồi. Uống thuốc gì cũng không được. Cô biết tại sao không? Mệt đó. Tôi muốn chống giới, đừng được chính chính. Sống dưới ánh mặt trời, giống người thành phố các cô. Muốn để vợ con tôi thẳng lưng mà sống. Tôi muốn để vợ con tôi sống tốt hơn. Một người tốt nghiệp tiểu học như tôi, không biết chữ. Cô biết tôi đã phải như thế nào không hả? Nhưng cô chỉ mấy vạn tệ phí luật sư mà lấy hết mọi thứ của tôi. Vợ ly hôn với tôi. Con không thèm gọi bố. Bây giờ tôi mất hết rồi. Mất hết rồi.
Ông chỉ thua gián này thôi mà. Ông tin tôi đi. Bình tĩnh lại, bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Cuộc đời của ông, kinh nghiệm của ông, sự thực trạng của ông thì không ai có thể lấy được cả. Ông tin tôi đi, không ai lấy được cả. Không thể nào, cô mới có bao nhiêu tuổi đâu. Cô có thể làm lại. Nhưng tôi là người đàn ông hơn 50 tuổi thì có gì để làm lại? Một gián tiêu là loại đó. Cả người đưa tang cho tôi cũng không có. Lý tưởng. Lý tưởng. Hôm nay vẫn chưa đến à? Xem ra là vậy, cửa vẫn khóa kìa. Hôm qua mấy giờ cô ấy về? Gần 10 giờ. Tôi còn bắt xe taxi cho cô ấy. Cảm ơn. Đừng lo.
Lúc nãy có tiếng gì mà? Anh là chủ nhà kho này à? Dân. Tôi thuê. Và bên trong còn có ai khác không? Sao gọi cả buổi mới mở cửa? Không, không có. Chỉ có mình tôi thôi. Gì ấy nhỉ? Lúc nãy tôi ngủ nên không nghe thấy. À, chúng tôi là quản lý đô thị ở khu này. Đống cổ dụng và bánh xe ở bên ngoài là của anh à? Dần của tôi. Mau xử lý cho tôi đi. Bên chúng tôi sắp kiểm tra vệ sinh rồi. Nếu phát hiện thì sẽ phạt anh đấy biết chứ. Gì ấy nhỉ? Tôi sẽ xử lý sau. Tiếng gì vậy? À, gì ấy à? Gì ấy nhỉ? Mấy cái thùng bị ngã. Không cần. Anh, còn một việc nữa. Anh vẫn phải đi theo chúng tôi. Vì bên trên gửi thông báo phòng cháy chữa cháy, phòng trộm cắp xuống, cần người phụ trách ở đây lên ký tên. Sao, anh có vấn đề gì khác à? Không có. Nếu không có thì đi với chúng tôi đi, được không? Đi, được. Dễ nhỉ? À, tôi đi lấy áo. Quậy đi. Dù sao cô không chạy thoát đâu. Tôi ngửi thấy mùi của cô rồi. Được rồi. Ở đây hẻo lắm như vậy mà sợ ai trộm đồ à? Thì cẩn thận thôi. Thời buổi giờ mà. Đi, được. Đi thôi. Cậu nhạy cảm quá rồi, có nghiêm trọng đến vậy không? Lý tưởng không có người thân bạn bè nào ở một bắc, cô ấy có thể đi đâu chứ? Có khi nào đi làm chuyện gì gấp không? Hoặc là giận dỗi với cậu? Đội trưởng Triệu, anh tin tôi đi. Chắc chắn xảy ra chuyện gì chúng ta không thể bỏ qua được. Cho dù có lo thì cũng không nằm trong phạm vi của chúng ta. Thế này, tôi gọi điện cho sở cảnh sát bên đó để họ điều tra thử. Cậu liên hệ với bạn bè của ấy, xem có ai biết cô ấy đi đâu không. Sau chuyện lần trước, chúng tôi đã tăng cường an ninh, tăng thêm một người trực vào buổi tối, cũng sửa CCTV luôn rồi. Đến nay, mọi thứ đều theo trình tự. Mấy ngày nay có ai đến tìm cô ấy không? Chúng tôi không biết. Hay là tôi mở lại CCTV của mấy ngày nay cho anh tự xem nhé. Lần trước anh đến à? Đúng vậy, có thấy gì đáng nghi không? Lần trước đến thì cậy hư cửa nhưng không cậy được, cũng không mất gì cả, nên tôi hỏi sơ thôi. Rồi bảo cô ấy có gì thì gọi cảnh sát ngay. Anh cũng biết, chỉ chút người ở sở chúng tôi không thể điều tra sâu thêm. Tôi đã ghi chép lại rồi. Cô ấy đưa ra mấy người tình nghi, anh nhìn đi. Ở đây Trần Cường. Tháng trước vừa bị xét xử. Là anh ta. Có thể đưa tôi một bản địa chỉ và số điện thoại không?
có ai không? Bên ngoài có ai không? Mở cửa đi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bên ngoài có ai không? Bên ngoài có ai không? Mở cửa đi. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng. Xin lỗi. Alo, xin hỏi ai vậy? Tôi là Lý Tưởng, anh là Lâm Nhất Nam à? Giờ sếp Lâm đang họp, điện thoại của anh ấy chuyển qua mấy tôi rồi. Phiền cô gọi lại sau 2 tiếng. Tôi xin anh đừng cúp, đừng có cúp. Mọi người quan trọng, anh nói với anh ấy tôi là Lý Tưởng, bảo anh ấy phải nghe điện thoại. Tôi xin anh đó, vậy cô đợi một lát, tôi đi hỏi đã. Alo, alo, tôi là Lý Tưởng, tôi bị bắt cóc rồi. Cô đang ở đâu? Tôi ở trong một nhà kho. Rất khéo lắm, xung quanh không có ai cả. Cô có quen người bắt cóc cô không? Tôi biết, tên Trần Cường. Cái gì? Tên gì? Alo, alo, alo. Alo. Mau điều tra hết tất cả nhà kho cho tôi. Anh, hết luôn à? Không đúng, không đúng. Lúc nãy trong điện thoại có tiếng còi ở ven biển, chắc chắn là ở biển. Nhà kho, ven biển, hẻo lánh. Cậu đi điều tra ở Bột Bắc có bao nhiêu nhà máy tư nhân đã ngừng hoạt động hoặc phá sản. Phải điều tra ở ven biển. Dân, mau đi, trong vòng nửa tiếng phải cho tôi vị trí chính xác. Dân. Đợi một lát, làm gì vậy? Công an. Tôi là người làm của nhà này. Chị Lý là chủ ở đây, gọi tôi đến dọn dẹp đồ. Bên trong có ai không? Không có. Trong nhà lộn xộn lắm. Nhà sắp bị tòa lấy đi rồi. Trần Cường đâu? Tôi không biết. Hình như chị Lý chia tay với hắn rồi. Lúc tôi đến còn bảo tôi cẩn thận, xem có người nào khác không. Chị ấy sợ chồng chị ấy trả thù. Cô làm ở nhà họ bao lâu rồi? Hơn 3 năm rồi. Cô có biết Trần Cường sẽ đi những nơi nào không? Tôi không biết thật. Ông ấy có 2 căn nhà ở đây và 1 căn nhà ở quê. Còn mấy thứ khác chắc là của tòa rồi. Nghĩ kỹ lại xem, Trần Cường thường đi đâu nhất? Có một lần đi mua đồ
thì đi ngang qua nhà kho ở gian biển. Anh ta nói ở đó cũng là của anh ta. Ở đâu? Lâu lắm rồi tôi không nhớ. Cô chịu đựng giỏi thật. Đáng tiếc mạng của cô lại ở trong tay tôi. Anh điều tra được rồi. Chỉ có ba xưởng là cấp với điều kiện: xưởng giấy làm đồ, xưởng giao phòng phẩm Minh Quang và xưởng giải Tân Tinh. Xưởng nào là cần chúng ta nhất? Chắc là xưởng giấy, lái xe hơn một tiếng. Thế này, bây giờ cậu cho người đến nhà kho của xưởng giao phòng phẩm và xưởng giải điều tra, xem luật xử lý có ở đó hay không. Còn hai chúng ta đến xưởng giấy. Anh không cần đi đâu. Sếp Lâm, nhanh lên. Dừng. Nhanh lên, nhanh lên. Hơi cho cô rồi. Nếu không phải sợ đêm dài lắm mộng thì tôi chắc chắn sẽ không để cô chết nhanh như vậy đâu. Hay là cô tự hù mình chết đi, vậy thì đỡ chịu khổ hơn. Lý Tưởng, Lý Tưởng, Lý Tưởng, Lý Tưởng, Lý Tưởng, Lý Tưởng, Lý Tưởng.
Tỉnh rồi à? Nằm yên đó đi. Người đó đâu? Cô đừng suy nghĩ nữa. Cứ xem như lúc nãy mơ phải ác mộng đi. Bây giờ tỉnh mộng rồi. Sao tôi lại ở đây? Đương nhiên là tôi đưa cô đến rồi. Đây là bệnh viện số 1, phòng bệnh tốt nhất ở đây. Có kết quả kiểm tra chưa? Chỉ là bị thương và bị bỏng nhẹ, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Cô có muốn thông báo cho người nhà hoặc bạn bè gì không? Để họ khỏi lo. Không cần đâu. Cảm ơn. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Y tá có số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì bảo cô ấy gọi cho tôi. Được. Cảm ơn cô vào lúc gặp nguy hiểm đã nhớ đến tôi. Alo, ai vậy? Ai vậy? Tôi là bạn của chủ điện thoại. Anh có biết chủ điện thoại đang ở đâu không? Tôi muốn biết sao anh lại lấy được số điện thoại này. Cô ấy để quên điện thoại ở chỗ tôi. Nếu là bạn bè thì tại sao không nói thật? Giờ tôi đang rất lo cho cô ấy, muốn biết cô ấy ở đâu. Nếu anh biết, tôi cũng là bạn của cô ấy. Nếu anh không có gì thì mau nói tôi biết anh là ai đi. Tôi tên Hình Phi. Cảnh sát Lâm Nhất Nam, cậu làm gì lý tưởng rồi? Cậu nghe đây, nếu cô ấy mất một cọng tóc nào thì cậu chết với tôi. Alo. Thằng điên. Đứng lại. Anh đi đâu vậy? Buông ra. Anh ra ngoài đi. Lý tưởng ở đâu? Xin lỗi, lát nữa tôi gọi lại sau. Mọi người đi ra ngoài đi. Không sao đâu.
Mẹ anh không dạy anh là khi hỏi người khác phải lịch sự sao? Cô ấy đang ở đâu? Tôi không phải kẻ tình nghi. Nếu anh muốn biết thật thì nói chuyện đàng hoàng. Cậu biết Lý Tưởng ở đâu không? Vậy mới được chứ. Nhưng tôi thấy giờ có lẽ cô ấy không muốn gặp anh. Tốt nhất anh đừng làm phiền cô ấy. Phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện số 1. Y tá, xin hỏi Lý Tưởng ở phòng nào? Phòng đầu tiên. Hôm nay cô đi đâu vậy? Liên quan gì anh? Mặt cô sao vậy? Lâm Dứt Nam làm đúng không? Nếu hắn uy hiếp cô thì cô có thể báo cảnh sát. Không sao, anh cả nghĩ rồi. Sáng nay tôi đến nhà cô thì thấy cửa nhà mở. Tôi đến văn phòng thì không thấy cô đâu. Tôi sợ cô xảy ra chuyện, tìm cô cả ngày. Tôi bị bệnh, đến bệnh viện khám bệnh không được à? Nhưng tôi thấy điện thoại của cô ở trong nhà kho của Trần Cường, trong đó có gọi cho tôi và gọi cho Lâm Nhất Nam. Sao cô lại liên lạc với Lâm Nhất Nam chứ? Tôi mất điện thoại, không biết mất ở đâu cả. Còn việc tôi gọi điện cho ai thì là tự do của tôi. Tôi có phải tội phạm đâu, sao anh lại thẩm tra tôi? Vậy cô nghỉ ngơi đi, đợi cô khỏe hơn thì tôi đến thăm cô. Bố, ngồi đi. Lúc nãy cảnh sát đến à? Thì ra cảnh sát từng đến nhà chúng ta, cứ đến công ty kiếm chuyện. Con đã bị họ nắm thóp gì rồi, đúng không? Không có, hắn đến kiếm chuyện thôi. Lúc nãy công ty nhiều người nhìn hắn lắm. Kiếm chuyện thì không báo cảnh sát à? Một năm nhà chúng ta nộp biết bao nhiêu thuế là để nuôi bọn chúng. Sợ cảnh sát làm gì? Cũng phải. Còn nhớ đó, có chuyện thì đừng sợ, nhưng cũng đừng kiếm chuyện. Nhất là bây giờ con vẫn chưa ngồi vững đâu. Con hiểu. Tôi đoán không có gì đâu. Có cậu sợ kìa. Nếu để người trong cục đi tìm cho cậu thì thành chuyện cười rồi. Mau ăn đi. Thịnh Phi, lúc trước tôi rất khâm phục anh. Sao hẹn hò xong lại thành như vậy rồi? Cứ sợ hãi. Tôi xem thường anh rồi đó. Đội trưởng Triệu, chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh cho tôi thêm vài ngày đi. Cho cậu thêm vài ngày. Tìm thấy người rồi và không mất cái gì cả, cậu còn muốn thế nào? Trong đội còn biết bao nhiêu vụ án chưa phá. Cậu tưởng cục công an làm mỡ một mình cậu à? Hôm nay xem như cậu nghỉ. Cậu sẽ trực thứ bảy chủ nhật. Còn nữa, chỗ cô gái luật sư ở
thuộc thẩm quyền phân cục. Nếu cậu còn tự ý điều tra là vượt quyền. Đến lúc đó nên xử lý sao thì xử lý như vậy. Anh làm sạch sẽ rồi, không để lại dấu vết nào. Vậy tên đó thì sao? Nhốt rồi mà. Nơi này rất kín, tuyệt đối không ai biết. Cứ để đó. Tôi suy nghĩ đã. Sau này không chừng còn dùng tới. Tỉnh rồi à? Anh ấy vừa đi mà không dám làm ồn đến cô. Ai vậy? Còn ai nữa? Người đó đó. Đó là chồng hay bạn trai cô vậy? Nếu chưa kết hôn thì mau kết hôn đi. Xin hỏi cô gái ở đây đâu rồi? Xuất viện rồi, vừa đi. Cô ấy đi với ai vậy? Bạn trai cô ấy đến đón cô ấy rồi. Đi đâu vậy? Tôi sẽ tặng cho cô một thứ. Cái gì vậy? Cô sợ à? Cô sợ tôi hại cô à? Không có. Tôi biết cô vẫn không tin tôi. Nhưng tôi có thể thề với cô là tôi sẽ không hại cô lần thứ hai. Anh muốn dắt tôi xem cái gì? Được rồi. Cô muốn xử lý ông ta thế nào? Tôi không muốn thấy ông ta nữa. Được.